bài cơ bệnh cơ hội có đang dùng mẹ bệnh cơ hội á. Ủa ra mình không nhau không thấy cũng biết mình áo mũ rồi có đang mũi bệnh cơ hội là giảng viên của ông Nhi Khoa năm nay thì tôi được phân công hướng dẫn các bạn bài sĩ trẻ giai đoạn bốn. Hiện tại tôi đang công tác ở bệnh viện Nhi Đồng Một và được gặp các bạn. Rồi sĩ trẻ thì trong một bước kia cho mục tiêu của mình có ba bài thứ nhất là viêm tiểu phế quản, thứ hai là viêm phổi và thứ ba là hen. Thì đối với hen thì tôi nghĩ đây là một bài rất là khó, cho những bài khó là khó thi này. Thậm chí đối với các bác sĩ chuyên khoa khó thi á, thì chẩn đoán hen ở trẻ em đặc biệt trẻ nhỏ cũng là một thách thức rất là lớn, rất là khó ha. Rồi thì đầu tiên là mục tiêu của bài học. Sau khi bài này thì chúng ta cần phải nắm cái gì? Thứ nhất là phương chí bệnh thì chúng ta nắm được cái cơ chế bệnh sinh và sinh lý bệnh, không cần phải quá chi tiết tế bào gì tế bào gì tế bào gì đâu. Các bạn biết là hen suyễn tức là có cái hiện tượng gì đang xảy ra đối với đường hô hấp của em bé. Rồi cái thứ hai là chẩn đoán được một trường hợp suyễn trẻ em thì chẩn đoán suyễn trên lâm sàng có hai cái cần phải chẩn đoán. Thứ nhất là xác định cái độ nặng của cơn, và thứ hai là bệnh hen thì một là xác định độ nặng của bệnh và thứ hai là xác định mức độ kiểm soát của bệnh. Rồi và cái thứ ba đó là theo đuổi cái nguyên tắc điều trị, nguyên tắc cơ bản thôi, còn điều trị cụ thể thì chúng ta sẽ qua tháo và sau đại học ha, cháu chúng ta sẽ học điều trị khác hơn. Còn sau đại học á, nếu mà chúng ta tiếp tục theo mức thì chúng ta sẽ học điều trị kiểm soát suyễn ha. Rồi đầu tiên hai giới thiệu một chút về hen suyễn. Suyễn thì được coi là một trong những bệnh lý mãn tính và càng ngày càng gia tăng. Thì năm 2015 á, chỉ ra ước tính là có trên khoảng 300 triệu người bị suyễn trên thế giới, kể cả người lớn và trẻ em. Nhưng mà bây giờ 4 năm rồi con số này gia tăng lên rồi chứ không ngừng lại cái này nữa. Tỷ số mắc bệnh thì càng ngày càng tăng. Một số quan điểm mới cho là hen là nằm vòng trong bệnh lý dị ứng. Bệnh lý dị ứng của chúng ta bây giờ gồm cái gì? Thứ nhất là viêm mũi dị ứng, thứ hai là tràn thể tạng, thứ ba là hen suyễn. Thì đó là ba cái bệnh lý dị ứng rất là thường gặp ha. Tuy nhiên hen thì nó cơ chế phức tạp hơn. Nếu mà chỉ coi là bệnh lý dị ứng thì không có đủ. Do là bệnh lý mãn tính, do đó nó sẽ làm cho em bé ảnh hưởng đến em bé lẫn người lớn bị hen, tăng số ngày nghỉ học, tăng số ngày nghỉ làm, tăng gánh nặng xã hội và chi phí y tế là đương nhiên rồi. Và đối với bệnh này, một khi đã đặt ra triệu chứng hen thì chúng ta sẽ không thể điều trị căn được. Tuy nhiên chúng ta có thể kiểm soát bệnh ha. Rồi cái này đơn thuần là lý thuyết thôi. Cái này là bản đồ thống kê về tỷ số mắc bệnh ở trẻ của 13 thôi theo Gina ha. Thì cái số màu đen, cái màu đen á, tức là cái tỷ số mắc bệnh, tỷ số mắc bệnh là trên 1%, thì trong đó có Việt Nam nó xíu thôi nhưng mà nó màu đen nha. Còn màu xanh dương thì nó thấp hơn. Thì từ cái bản đồ này chúng ta thấy là ở chúng ta hen không phải rất là nhiều ha, và ở em bé thì càng ngày càng tăng. Rồi như vậy hen suyễn là cái gì? Bệnh lý mãn tính này là bệnh lý đặc trưng của đường hô hấp bởi phản ứng viêm mãn tính. Phản ứng viêm xảy ra ở đường hô hấp thì từ trên xuống dưới luôn, thậm chí ở niêm mạc nó cũng bị ảnh hưởng ha. Tuy nhiên cái phản ứng viêm này mạnh nhất là ở phế quản trung bình. Rồi ghi dòng đi, bác sẽ cho bài giảng mà. Rồi đặc điểm lâm sàng của nó gồm có ba cái đặc điểm chính dẫn đến cái triệu chứng bệnh. Thứ nhất là tắc nghẽn dòng khí lưu thông, thứ hai là tăng đáp ứng đường thở, và thứ ba là hiện tượng viêm tiềm ẩn. Chúng ta nhớ ba cái này ha, nếu chúng ta sẽ không nói
Vì suyễn là một bệnh lý có cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp. Đó là sự tương tác giữa cái hệ thống miễn dịch bản thân của em bé và cái tác động của môi trường. Do đó chúng ta thấy ở cái ô cái vòng tròn đỏ là cái yếu tố bản thân em bé nè. Đó là gen về các phản ứng miễn dịch, cái xu hướng phản ứng miễn dịch của em bé. Còn cái màu xanh lá cây là cái về môi trường. Trong môi trường thì sẽ có dị nguyên, có những cái chất gây ô nhiễm, rồi có nhiễm trùng, có vi sinh vật và có ăn stress. Thì hai cái này nó tác động lẫn nhau mới sinh ra là đáp ứng miễn dịch của cơ thể bị thay đổi. Do đó một khi đáp ứng miễn dịch bị thay đổi, và đặc biệt cái cơ quan nó là trên đường thở, thì cái đáp ứng miễn dịch trên đường thở bị thay đổi dẫn tới là một những cái tác nhân bình thường đối với một cơ thể bình thường chúng ta, khi mà chúng ta tiếp xúc với nó chúng ta sẽ không có cảm nhận bất kỳ một thay đổi gì hết. Thì đối với một bệnh hen á, thì những tác nhân này tác động lên cái đường thở đã bị thay đổi theo miễn dịch, nó sẽ gây ra triệu chứng, nó sẽ gây ra phản ứng co thắt, phản ứng viêm, dẫn đến triệu chứng lâm sàng đó là hội chứng tắc nghẽn hô hấp dưới. Và cái phản ứng viêm này nó sẽ tái đi tái lại, cuối cùng nó dẫn đến phản ứng dày hình phế quản, và cái hậu quả cuối cùng đó là tái cấu trúc đường thở. Một khi đã dẫn đến kết cục tái cấu trúc đường thở, tức là về giải phẫu nó đã thay đổi lên rồi, lúc này cái bệnh lý tắc nghẽn của nó sẽ tắc nghẽn cố định chứ không còn là phục hồi nữa. Nếu là các bạn đã học mà nội rồi đúng không, các bạn biết hen là hen thì ra được chưa, là cái tắc nghẽn này có hồi phục, tự hồi phục hoặc là sau điều trị, nhưng mà hậu quả cuối cùng của nó sẽ là không thể hồi phục nữa. Vì vậy cái điều trị của chúng ta sẽ nhắm cái này giúp cho chậm lại cái quá trình này nha. Hiện tại chúng ta không thể đảo ngược được quá trình, hiện tại chúng ta bất kỳ cái điều trị nào làm đảo ngược quá trình hết, mục tiêu điều trị của chúng ta là để chậm lại quá trình được thôi, giúp cho bệnh nhân càng sống bình thường càng tốt. Do đó nếu mà các bạn là bệnh hô hấp gặp bệnh nhân hen, đặc biệt là em bé, thì mẹ sẽ hỏi là mai mốt con không có hen không. Một khi bạn đã khẳng định em bé này bị hen thực sự thì đừng bao giờ giải thích là mai mốt rồi, khả năng là có thể hết, phải theo dõi thêm và khả năng sẽ tái đi tái lại để người nhà người ta chuẩn bị tâm lý. Cái thứ hai là phải để người nhà thấy rõ là cần phải điều trị phòng hen. Rồi thì trong sinh lý bệnh sai trước là cơ chế bệnh sinh ha, cái tắc nghẽn trong hen từ đâu mà ra, còn cái sinh lý bệnh của hen tức là cái hiện tượng gì đang xảy ra tại đường thở của người bị hen. Thì cái hiện tượng chủ chốt đang xảy ra ở đường thở đó là cái hiện tượng viêm, là quá trình này là viêm mãn tính. Thì cái hiện tượng viêm này sẽ được tham gia bởi rất là nhiều yếu tố ha. Nó xuất phát từ những chúng ta nói đó, từ môi trường và từ bản thân. Môi trường có thể là diễn viên nè, các chất hóa học, các chất ô nhiễm như kia, nó làm phát cái cảm viêm tại đường thở. Và khi đường thở bị viêm thì hậu quả thứ nhất đó là tăng đáp ứng của đường thở, tức là cái niêm mạc đường thở nó sẽ rất là nhạy cảm với các yếu tố kích thích. Cái thứ hai đó là giới hạn của dòng khí. Giới hạn dòng khí là sao, tức là đường thở sẽ hẹp lại làm cho dòng khí di chuyển bị ảnh hưởng, sẽ làm cho dòng khí khó di chuyển hơn. Bản thân cái tăng đáp ứng của đường thở này khi tác động, khi bị tác động bởi các chất cơ, tức là các yếu tố ở các cơ, thì nó sẽ làm cái phản ứng viêm nó mạnh hơn, đồng thời sẽ xảy ra phản ứng co thắt đường thở, làm cho cái giới hạn cái đường khí lưu thông này trở nên nặng hơn. Và cái hậu quả trên lâm sàng chúng ta có cái triệu chứng đó là hội chứng tắc nghẽn hô hấp dưới, đó là triệu chứng ho khò khè, khó thở nặng ngực. Đây là bốn triệu chứng kinh nghiệm của em nha. Thì cái trigger đối với chúng ta là người ta là yếu tố khởi phát cơ á, thì có rất là nhiều, một lát chúng ta sẽ nói rõ hơn ha. Tuy nhiên đối với một người bị hen thì không phải là một người bị hen là người đó phản ứng với tất cả các loại yếu tố khởi phát cơ, mà một người bị hen thì thường chỉ có một hoặc là một vài yếu tố khởi phát cơ thôi. Thì mục tiêu của chúng ta là phải tìm được yếu tố khởi phát cơ đó, bởi vì một khi ví dụ như là có thuốc lá chẳng hạn, có thuốc lá là một yếu tố khởi phát cơ thì chúng ta phải tránh để giúp bệnh nhân không rơi vào cơn hen, không làm cho bệnh nặng hơn. Yeah.
prostaglandin, prostaglandin lacrogen. Thì những cái máy sinh trong da này sẽ tạo ra cái hậu quả, thứ nhất là co thắt phế quản, thứ hai là tăng tính thẩm thấu, sẽ làm thẩm thấu cái tương, đồng thời các tế bào viêm trong máu thẩm thấu ra cái lớp dưới tim và trong lòng phế quản. Cái thứ ba là tăng tiết nhầy. Thì đương nhiên rồi, tăng tính thẩm thấu thì sẽ tăng tiết. AHR là gì? Là tăng các tăng các ứng đường thở thôi, đường thở cho nên dễ bị kích thích bởi các yếu tố và các cơ hơn. Và cái hậu quả cuối cùng đó là thay đổi về cấu trúc đường thở. Nha. Các tế bào tham gia chúng sẽ tiết ra các máy chất trung gian và gây ra các hậu quả co thắt phế quản, tăng tiết, rồi tăng tiết nhầy, rồi tăng đáp ứng viêm và tái cấu trúc và biểu hiện ở triệu chứng lâm sàng mà chúng ta khám được là triệu chứng phát hiện mất nước và các triệu chứng cơ trong bệnh nhân. Rồi cái hình này chỉ là cái phản ứng đối với dị ứng viêm thôi ha, còn rất là nhiều cái yếu tố và các cơ khác, ví dụ như là nhiễm trùng, nhiễm siêu vi, vân vân. Thì đây là một cái minh họa về dị ứng viêm, tại vì cái phenotype hen nhiễm được nghiên cứu rất là mạnh. Chúng ta đã thấy rồi, thì được một số cái gọi là cái điều trị tích, ta điều trị ở cái dị ứng luôn trên cái cơ chế này. Nhưng mà những cái yếu tố và các phương khác thì nó cũng gần giống như vậy. Rồi chị nguyên ha, allergen nó xâm nhập vào cái đường thở, thì thường đối với đường thở là chị cũng thích nó sẽ xảy ra cái phản ứng miễn dịch như thế nào. Đầu tiên nếu mà là đường xâm nhập đầu tiên á, nó sẽ được tiếp nhận bởi các tế bào đường chân, nó sẽ và đạt vào ăn cái allergen đó và trình diện kháng kháng nguyên trên bề mặt. Thì trong hen dị ứng thì có một cái tế bào chủ chốt đó là TH2. TH tức là T helper, tức là T giúp đỡ. Nó có hai cái là TH1 và TH2. TH1 thì ưu thế trong cái phản ứng chống lại nhiễm trùng, còn TH2 là ưu thế trong phản ứng chống lại nhiễm trùng dị ứng. Thì ở đây chúng ta thấy cái xâm nhập là cái dị nguyên, cho nên TH2 nó được khởi động. Thì một là nó sẽ trình diện cho TH2, thứ hai nó sẽ trình diện cho lactobacillus để bào tác để sinh ra thụ thể, và thụ thể này là trung ương. Lúc này đáp ứng miễn dịch, một khi đã đáp ứng miễn dịch rồi thì nó sẽ huy động các tế bào viêm, thì trong đó có eosinophil, neutrophil, nó đều huy động hết. Và các tế bào viêm này nó sẽ tiết ra các hóa chất trung gian, đồng thời kích thích các thụ thể, các cầu thần kinh đó, làm cho hậu quả thứ nhất bạn sẽ thấy nè, cái mạch máu tăng tính thẩm thấu mạch, giãn hàm mạch. Mục tiêu là gì? Làm cho lượng máu tới nhiều hơn, huy động càng nhiều tế bào viêm và thẩm thấu cái dịch, tức là cái dịch tương và cái tế bào viêm đi ra ngoài cái mô kẽ nó dễ dàng hơn. Thứ hai là tăng cái xuất tiết nhầy. Xuất tiết nhầy sẽ tiết vào trong lòng phế quản, tăng cái nhầy trong phế quản. Rồi cái thứ ba là tác động lên cái cơ trơn thành phế quản, làm cho cơ trơn co thắt là thứ nhất. Cái thứ hai là tăng xung thứ hai. Rồi tiếp theo sẽ tác động lên cái lớp mô kẽ, sẽ làm sơ hóa. Rồi tất cả các hiện tượng này, cái phản viêm này sẽ làm cho cái đường thở nó bị hẹp. Và tuy nhiên cái hiện tượng viêm này sẽ tái đi tái lại, diễn tiến tiếp tục. Thì một khi cái cơ trơn nó đã dày lên, nó tăng sinh nó dày lên, và cái thứ hai là cái sơ hóa nó càng ngày càng nhiều thì dẫn đến hẹp, nên hẹp cố định. Đây là cái mô hình của dị nguyên tác động lên đường thở. Còn những cái khác thì nó cũng có cơ chế nó hơi khác một chút ha, cái tế bào viêm nó sẽ hơi khác một chút, nhưng cái hậu quả là giống nhau. Rồi cái hiện tượng thứ hai trong hen là tăng cái đáp ứng của phế quản, tức là cái phế quản trở nên nhẹ hơn đối với các bên ngoài. Thì cái đường màu xanh dương màu xanh lá cây á là cái đường bình thường ở cơ thể bình thường, tức là cái mức của phản ứng của phế quản nó rất là cao, tức là cần một lượng lớn cái yếu tố khác á thì chúng ta mới phản ứng. Ví dụ đây ta trong cái test
khỏe hết. Nhưng mà đối với người bị hen á thì cái mức kích ứng này rất là thấp, tức là chỉ cần cái lượng nhỏ thuốc thôi sẽ gây ra cái phản ứng co thắt và viêm phù nề tăng mạnh trong tế bào thôi. Thì chúng ta thấy cái phản ứng này nó sẽ bị đẩy, nó sẽ được đẩy mạnh, tức là cái phản ứng của phế quản nó sẽ bị hạ thấp đó. Khi mà bị nhiễm nào, nhiễm virus nào, khi tiếp xúc với dịch nguyên hoặc là ô nhiễm không khí, còn cái ngưỡng phản ứng này nó sẽ tăng lên, tức là phế quản của chúng ta sẽ bị thấp hơn khi chúng ta sử dụng corticoid, bromelain hoặc là tránh cái dịch nguyên. Thì mục tiêu điều trị là gì? Là để kích thước này nó tăng lên. Rồi, giới hạn dòng khí lưu thông. Đây là cái hình ảnh thứ nhất là khí bình thường, phế quản bình thường. Cái thứ hai là cái phế quản ở một vị hen nhưng mà ngoài cơ. Và cái thứ ba là cái phế quản của người bị hen và đang ở trong cơn hen cấp. Thì chúng ta thấy ở cái hình giữa, tức là phế quản của bị hen á, luôn luôn có hiện tượng viêm đang diễn ra làm cho dày thành phế quản. Viêm và dày thành phế quản lúc nào cũng diễn ra hết, nên bản thân người bị hen đã bị hẹp đường thở một cách tương đối. Tuy nhiên nó không có biểu hiện lâm sàng, người ta có thể không có triệu chứng gì hết, và chúng ta chỉ có thể phát hiện trên các đo hô hấp ký hoặc là đo lưu lượng tĩnh mạch. Chúng ta thấy chỉ số biểu hiện ra cái tình trạng giới hạn dòng khí lưu thông mà thôi. Còn trong cơn hen, một khi đã có yếu tố khởi phát cơ nó kích thích vô, thì thứ nhất là sẽ làm tăng cái áp lực viêm, thì thành cái quản nó sẽ dày hơn và cái lớp xúc tiết ở trong lòng phế quản sẽ nhiều hơn, đồng thời nó sẽ làm co thắt cơ trên phế quản. Thì lúc này cái đường thở sẽ rất là hẹp, và hẹp nhiều quá thì nó sẽ có biểu hiện lâm sàng. Đồng thời khi cái đường thở nó hẹp quá thì sẽ dẫn đến hậu quả đó là ứng khí phế nang, tức là trong phế nang sẽ có những cái bệnh khí. Chúng ta sẽ phát hiện trên lâm sàng là chúng ta thấy em bé này có những cái biến chứng nào là được ứng khí kéo dài trở ra. Này khi bệnh nhân đang trong cơn hen cấp thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân phải dùng cơ hấp để thở ra. Bình thường thở ra là một cái thì vận động, chúng ta không cần huy động bất kỳ một cơ hấp nào hết. Nhưng mà đối với những người bị hen, hay nói chung hơn là những người bị hội chứng tắc nghẽn mạch dưới, chúng ta sẽ khám thấy được bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch thở ra, tức là phải huy động cơ hấp vào để thở ra. Thì mấy bé viêm tiểu phế quản chúng ta cũng sẽ thấy lên sàn giống giống như vậy. Rồi. Cái này là hình ảnh cắt ngang, một bên là phế quản bình thường nha, một bên là phế quản của người bị hen. Thì người bị hen chúng ta thấy gì? Từ ngoài vào trong, lớp cơ trơn là tăng đáp ứng nha, co thắt là dày lên, tăng sinh dày lên. Cái thứ hai là lớp dưới viêm, lớp dưới viêm sẽ có tình trạng viêm, nó thẩm thấu nhiều tế bào viêm, dịch viêm, đồng thời là nó sẽ có hiện tượng sơ hóa. Cái thứ ba, trong lòng phế quản á thì cái dịch nhầy nó sẽ tiết rất là nhiều, đồng thời cái cơ chế mà tống xuất dịch nhầy nó sẽ bị tổn thương. Một khi dịch nhầy tống xuất nhiều mà kéo dài thì đương nhiên từ từ nó hoạt động quá nhiều, nó sẽ bị tổn thương mà thôi. Đồng thời trong lòng phế quản chúng ta sẽ thấy tổ các tế bào viêm rất là nhiều ha. Eosinophil, neutrophil có được so với ở phế quản bình thường sẽ tăng lên rất nhiều. Rồi, đó là cơ chế bệnh sinh và như vậy. Như vậy trở nên hen chúng ta bị bệnh cái gì? Theo Gina thì có hai tháng sẽ cần tìm. Thứ nhất là trên lâm sàng chúng ta tìm các triệu chứng gợi ý hen. Và cái thứ hai chúng ta tìm bằng chứng hạn chế khí thở ra theo thời gian, tức là sao, tức là tắc nghẽn thay đổi theo thời gian á. Theo như hồi trước cái bạn học sẽ là tắc nghẽn từ hồi phục hoặc là hồi phục sau khi dùng thuốc đã là như vậy. Rồi triệu chứng lâm sàng thì sẽ có bốn cái: ho, khò khè, khó thở, ngạt thở. Thì lưu ý triệu chứng lâm sàng nếu chỉ có một triệu chứng đơn độc, ví dụ em bé chỉ có khò khè thôi chẳng hạn, thì khả năng em bé bị hen. Nếu em bé có 2-3 triệu chứng trở lên thì khả năng này sẽ tăng lên.
nhắc nhiều nhất là hò hè, nhưng người Hán không bao giờ có hò hè đâu mà. Nó sẽ có những cái triệu chứng khác. Rồi, cái thứ hai, các triệu chứng của Hán nó có đặc điểm gì? Nó thường xuất hiện tăng lên về đêm. Tại sao? Tại vì về đêm cái chức năng hô hấp của chúng ta nó giảm so với ban ngày. Cho nên một khi giảm rồi thì nó tắc nghẽn, nó sẽ dễ triệu chứng hơn, tệ hơn. Rồi cái thứ ba là gì? Cái triệu chứng hen này thường nó sẽ xuất hiện sau một khi có các cơn. Do đó khi mà bệnh chúng ta cần phải tìm hiểu này, tìm yếu tố các cơn. Ở em bé ví dụ như những suy, sau đó em bé lên cơn hò hè khó thở, hoặc là em bé gắng sức nó chạy nhảy hoặc nó cười đùa thì nó lên cơn hò hè khó thở, là một triệu chứng rất là gợi ý bệnh hen. Rồi cái thứ hai là bằng chứng hạn chế lượng khí bỏ ra theo thời gian. Thì hiện tại hai cái test mà người ta thường sử dụng nhất để chứng minh cái hiện tượng này đó là hô hấp khí và huyết áp lâu và đo lượng khí. Còn những test khác thì nó chưa có công dụng rộng rãi, và cái thứ hai là cái test này sẽ rất là bằng. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ thì chúng ta phải dùng test sẽ tốt ha, tại vì những em bé nhỏ thì không phải hai ngày dưới 6 tuổi là không thể đo được hô hấp và lượng tĩnh. Rồi thêm một cái nữa là do khi đổi theo thời gian, cho nên nếu chúng ta bắt được cái đợt nó tắc nghẽn, nó hồi phục với thuốc thì rất là tốt, nó chứng minh được bệnh nhân bị hen. Nhưng nếu đo hô hấp khí mà đo lượng tĩnh bình thường thì có nói được bệnh nhân không có bị hen không? Không, tại vì chức năng của bệnh nhân có thể được hồi phục. Do đó chúng ta bắt ở cái mức hồi phục thì chúng ta không kết luận được gì hết. Rồi, yếu tố khởi phát cơn trong hen có thể là gì? Nó rất là nhiều, nhiều lắm nha. Cho nên hỏi bệnh một lần chưa chắc là hết. Vì vậy đối với hen, mỗi một lần tới là mỗi một lần hỏi. Và đối với những đối với chuyên khoa hô hấp á, hô hấp người lớn nữa, hô hấp nhi cũng vậy. Một khi là hen, người ta sẽ có những cái bảng câu hỏi điều tra môi trường sống, môi trường học tập để tìm ra các yếu tố phát cơn. Bởi vì tránh yếu tố khởi phát cơn là một trong những điều trị đầu tiên của hen. Thì thường á, đối với hen thì điều như thức là nhất nè. Sau đó là một cái khác. Rồi, tiếp theo là bằng chứng tắc nghẽn được tắc nghẽn được khỏi thì khỏi ra. Thì đối với hô hấp khí thì chúng ta quan tâm đến chỉ số FEV1 và cái tỷ số FEV1 trên FVC. Thứ hai là đối với lượng tĩnh thì chúng ta xem cái sự thay đổi trong ngày. Thì cái đặc điểm học và người lớn rồi đó, thì đối với tỷ số FEV1 sự thay đổi ở người lớn là trên 12% và trên 200 lít, đúng không? Nhưng mà ở bé thì cái thể tích phổi nó mới lớn để chúng ta áp dụng cái chỉ số tuyệt đối được, cho nên ở bé chúng ta chỉ lấy cái tên là về phần trăm mà thôi. Nè, đó là cái khác so với người lớn. Rồi, đối với cái đo hấp ký hoặc là đo cái lượng tĩnh thì đo một lần là không đủ. Cái này một là để chứng minh bị hen, và cái thứ hai là phải theo dõi điều trị. Bởi vì nếu chúng ta điều trị kiểm soát hen hiệu quả thì cái sự chênh lệch này nó sẽ trở về bình thường và nó sẽ giảm đi, đúng không? Nên những cái bé mà đã dùng đến hen, được theo dõi hen rồi đó, thì thường khoảng 3 đến 6 tháng người ta sẽ đo một lần hô hấp khí. Còn đối với cái đo cái lưu lượng tĩnh thì thường chúng ta đo thường xuyên hơn, và có cái dụng cụ đo thì bệnh nhân có thể đo ở nhà tự theo dõi và tự ghi chú lại. Khó khăn khi chẩn đoán hen ở trẻ em thì lứa tuổi trẻ em ở Việt Nam á, những bé được vô bệnh viện nhi đồng là từ 15 tuổi trở xuống. Nhưng mà trong bệnh hen thì người ta sẽ chia theo lứa tuổi khác. Lứa tuổi thứ nhất là dưới 6 tuổi, lứa tuổi thứ hai là 6-11 tuổi, lứa tuổi thứ ba là trên 11 tuổi, từ 12 tuổi trở lên á. Thì 12 tuổi trở lên là con người lớn rồi. Còn từ 6-11 tuổi thì đối với những lứa tuổi này thì đo cái hô hấp và đo lượng tĩnh nó khá dễ dàng. Cho nên cái thứ hai là cái nguyên nhân mà gây
viêm tiểu phế quản rất là nhiều. Một số nước người ta còn định nghĩa viêm tiểu phế quản là biến tăng tổ ung cơ. Nhưng mà chúng ta là hai cái này xuống là viêm tiểu phế quản ha. Rồi có thể có gì bất thường thở, trào ngược dạng thực quản, tim bẩm sinh, bất thường đường thở bẩm sinh hoặc chèn ép từ ngoài vào, hoặc là lao suy giảm dịch, vân vân, rất là nhiều. Như vậy làm sao để phân biệt trên lâm sàng? Mỗi một bệnh ở đây đều có một cái đặc điểm chúng ta lưu ý. Ví dụ như viêm tiểu phế quản thì sao? Nước tụt khởi phát là diễn tiến của nó. Và bệnh này thường giới hạn trong vòng 7 đến 14 ngày. À, nếu em bé không triệu chứng. Và thường viêm tiểu phế quản thì em bé nó chỉ bị khoảng chừng 1-2 lần thôi. Ít khi nào mà 3-4-5 lần nữa. Cho nên một khi bé bị tái đi tái lại thì cần phải nhớ hỏi. Rồi, cái thứ hai dị vật đường thở thì lại cần phải hỏi ra cái gì? Dị vật đường thở thì nó sạc sao không hiểu? CT scan rồi. Nếu có cái gì thì bạn sẽ đem em bé đi sau kiểm tra các thủ thuật liền. Hỏi ra gì? Hội chứng xâm nhập. Hội chứng xâm nhập là cái quan trọng nhất của dị vật đường thở. Chỉ định sau kiểm tra. Hội chứng xâm nhập là cái gì vậy? Hội chứng xâm nhập là gì? Thì trên lâm sàng bạn khám như thế nào để ra cái tăng áp lực phổi?
gì đó, hoặc là viêm phổi kéo dài chẳng hạn, vân vân. Thì mỗi một cái bệnh ở đây chúng ta sẽ tìm một cái yếu tố để chẩn đoán. Cái thứ hai nó ở lứa tuổi này đó là khò khè do nhiễm xương vi. Cái này cực kỳ khó phân biệt di chuyển. Khò khè do nhiễm xương vi là sao? Tức là em bé này cũng có triệu chứng khò khè, cũng ho, có thể khó thở, khát, thấy một chứng phát hiện ở dưới. Nhưng đặc điểm khởi phát của nó là sau cái đợt nhiễm xương vi, em bé có thể có sốt nhẹ, ho sổ mũi trước đó rồi lên cơn. Như vậy thì mình cũng thể nói là suyễn khởi phát do nhiễm xương vi cũng được vậy. Cơn suyễn cũng có thể khởi phát sau nhiễm trùng hô hấp, đúng không? Như vậy hai cái này làm sao để phân biệt? Đối với một em bé mà chỉ là khò khè tái đi tái lại do nhiễm xương vi thôi á, thì tiên lượng nó sẽ tốt hơn nhiều. Vì sau 3 tuổi, sau 5 tuổi thì cái khò khè này có thể hết luôn, và em bé này không có bị suyễn. Nhưng mà nếu em bé bị suyễn và cái yếu tố khởi phát do nhiễm xương vi thì là khác, tiên lượng của em bé hoàn toàn khác. Nha. Thì trên lâm sàng hai quan tâm về khác nhau. Như vậy
thì nó trả lời được câu hỏi gì. Chúng ta thấy cái ô chữ A MVP tức là giá trị của chủ đề âm là trên 95% em bé không bị suy. Lúc này chúng ta trả lời do của mình. Dù em bé này hay chị A là âm tính thì chúng ta nói như thế này: khả năng trên 95% con của chị là không có bị nghe. Để người nhà học tập thì tâm hơn. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi cho người nhà và trả lời câu hỏi cho chúng ta. Rồi. Đây chỉ là số từ đây thôi, nó không chắc chắn nha. Giá trị nó cao nhưng đương nhiên sẽ có những trường hợp không như vậy. Thế bao giờ cái giải thích chúng ta phải giải thích được khó không bao giờ chắc chắn nha, giải thích đó. Rồi đây là khả năng thực tế nha. Nếu mà ABI đưa nè có sự tư cấp đèn thủy thì khả năng sẽ nhanh tăng. Còn nếu mà
thứ năm là đã loại trừ nguyên nhân gây còi khác. Cái này thì nó sẽ rất là khó khăn, tại vì nếu mới đầu em bé vô trong ngày đè ra mình CT hay là xét nghiệm lao thì kia được hết, có phải là cả còi khè đều phải làm như vậy. Thì cái đầu tiên chúng ta loại trừ đó là khỏi bệnh sử dụng thật kỹ, tìm các yếu tố để nghĩ tới bệnh lý khác, từ đó mới đề ra cái xét nghiệm phù hợp. Rồi, nhớ năm cái tiêu chuẩn này, năm tiêu chuẩn này là năm tiêu chuẩn đi lâm sàng chúng ta sử dụng. Rồi, đi lâm sàng chúng ta kiểm soát như nào em bé ho khò khè khó thở từ 3 tuần trở lên, đặc biệt trong 2 năm đầu á, 2 tuần trở xuống thì cái số lần tái phát nặng nhất 2 đến 3 tuần trở lên, và triệu chứng nặng hơn khi nào chúng ta thấy những yếu tố khởi phát cơ. Yếu tố khởi phát cơ ngoài siêu vi là một cái giúp củng cố cảm hen, ví dụ yếu tố khởi phát khi gắng sức hoặc là theo mùa đạt tóc lá ở hầu lên cơ là bao giờ cảm hen. Rồi sau khi chúng ta điều trị sử nhất điều trị sử ở đây là điều trị phòng ngừa ha, nó cải thiện. Rồi thì các bạn không là có cái dị ứng. Rồi khác chúng ta nghiệm hấp dưới là trừ các nguyên nhân khác ha. Hỏi bệnh thì chúng ta lưu ý cái gì? Các triệu chứng này xuất hiện khi nào yếu tố gây bệnh, yếu tố đặc nặng hơn, và lưu ý đặc điểm của các triệu chứng suy nhược là gì? Không bao giờ xuất hiện đơn độc cái. Ví dụ em bé chỉ có ho kéo dài hoặc là chỉ có khò khè kéo dài, coi chừng nó không phải là sản. Cái thứ hai là đặc điểm của nó tăng lên về đêm. Cái thứ ba đặc điểm của nó là xuất hiện sau một yếu tố khởi cơ. Lưu ý ba cái đó thì mình có cách để hỏi. Rồi hỏi về tần suất và độ nặng, cái này không độ bệnh. Chúng ta sẽ hỏi cái gì hoạt động hàng ngày hạn chế hoạt động thể lực gì đó thì chúng ta phải nắm được cái phân độ nặng của bệnh, cái bản phân độ nặng thì chúng ta sẽ biết cần phải hỏi cái gì, và đồng thời phải hỏi để chuẩn đoán phương tiện. Tức là ví dụ những em bé nào còn đè ở các cớ thì chúng ta nghĩ đến cái bệnh lý bị trầm thì phải đến hẹn, hoặc là nhiều lần hỏi chúng ta sẽ có được cái câu hỏi mà nó đặc biệt, ví dụ em bé này có bị trầm hay không, hoặc là em bé này tăng còn hè xuất hiện hoặc tăng lên sau khi uống non chẳng hạn, thì đó là những cái câu hỏi đặc biệt. Khi chúng ta nghĩ tới bệnh lý việt nào thì chúng ta hỏi cái đó. Cái này là sơ đồ tiếp cận hen của Bộ Y tế nha. Thì đầu tiên là em bé thì có triệu chứng lâm sàng, tức là ho khò khè tái đi tái lại, có yếu tố gợi ý hen. Nếu mà có thì cần phải thực hiện hóa hợp ký hoặc là giao lực sinh ký, tức là IOS. Chúng ta tìm hai cái, thứ nhất là triệu chứng lâm sàng và thứ hai là bằng chứng đặc điểm thì rõ ràng. Nếu không có thì phải xem xét những tiền đương nhiên rồi. Còn nếu em bé thực hiện được cái test này và kết quả là dương tính đủ tiêu chuẩn tiên đoán thì chúng ta tiếp tục đến khi lâm sàng và đưa em bé vào cái chương trình theo dõi men. Còn thứ hai, nếu em bé này cái test này âm tính mà nó không phát hiện ra, hoặc là em bé không có thực hiện được cái test này thì phải làm sao? Nếu chúng ta tiếp tục nghi ngờ hen và có triệu chứng lâm sàng không gợi ý quá thì chúng ta có thể điều trị thẻ hen. Điều trị thẻ hen và chúng ta sẽ xem xét cái đáp ứng điều trị. Nếu em bé đáp ứng điều trị thì khả năng em bé là hen liệt và em bé này đưa vô cái chương trình kiểm soát hen. Còn nếu không thì phải điều trị một người khác. Bây giờ tới lâm sàng cũng phải hỏi hai cái, thứ nhất là lâm sàng là tìm cái bằng chứng hay là biết cái vị trí mở ra, tức là bằng chứng tắc nghẽn hô hấp, bằng chứng tắc nghẽn đường thở huyết thay đổi theo thời gian là từ hồi phục hoặc là đáp ứng sau khi uống. Rồi theo ta cái này là hướng dẫn đo lưu lượng tĩnh. Tại sao có cái này? Tại vì đo hô hấp ký là bắt buộc phải thực hiện hướng dẫn của nhân viên y tế. Còn đó
về cái này giá trị của nó ở cái điều trị kiểm soát tốt là điều trị chúng ta đang ổn, chúng ta phải duy trì điều trị hoặc là việc cắt giảm cai không chúng ta phải từ thuốc đến một đó. Còn một cái em này thì phải một câu khác là chúng ta phải coi lại coi lại về thuốc, coi lại về cách dùng thuốc và coi lại về kiểm soát cơ hay tổn thương. Thank you.